Ấy là khổ nên biết, tập nên dứt, diệt nên chứng, đạo nên tù. Ấy là pháp nhơ, ấy pháp sạch. Ấy nên gần, ấy không nên gần. Ấy Bồ Tát nên làm, ấy chẳng phải Bồ Tát nên làm. Ấy Bồ Tát đạo, ấy Bồ Tát học. Ấy chẳng phải Bồ Tát đạo, ấy chẳng phải Bồ Tát học. Ấy Bồ Tát thí ba la mật, cho đến bát nhã ba la mật. Ấy Bồ Tát phương tiện, ấy chẳng phải Bồ Tát phương tiện. Ấy Bồ Tát thành thục, ấy chẳng phải Bồ Tát thành thục. Xá lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành bát nhã ba la mật, lãnh thọ ước niệm ái trước các pháp ấy. Ấy là Bồ Tát Ma Ha Tát thuận đạo pháp sinh ái trước. Luận hỏi: do thiện căn gì mà không đọa ác đạo? Nghèo hèn và thanh văn bích chi Phật cũng không đọa đành. Đáp: có người nói thực hành thiện căn không tham, nên các kiết sử ái vân vân suy mỏng. Vào sâu thiền định thực hành thiện căn không giận, nên các kiết sử giận vân vân suy mỏng. Vào sâu tâm tử bi thực hành thiện căn không ngu si, nên các kiết sử vô minh vân vân suy mỏng. Vào sâu bát nhã ba la mật, do lực thiền định từ bi bát nhã ba la mật như vậy, nên không việc gì mà không thành được, huống gì bốn việc không đọa ác đạo, nhà bẩn tiện, thanh văn và bích chi Phật không đọa đành. Hỏi: có gì trong bốn việc chỉ hỏi việc đọa đành? Đáp: ba việc ở trước đã nói, việc đọa đành chưa nói, cho nên hỏi. Hỏi: đành là pháp vị, nghĩa ấy trước đã nói, sau này còn nói lại? Đáp: tuy đã nói nghĩa mà tên gọi khác nhau, không có phương tiện vào ba giải thoát môn, và có phương tiện thì trước đã nói. Pháp ái đối với vô sinh pháp nhẫn không có lợi ích, nên gọi là sinh, ví như ăn nhiều không tiêu, nếu không trị liệu là tai họa cho thân. Bồ Tát cũng như vậy, khi mới phát tâm tham ái món ăn chánh pháp, đó là không phương tiện thiện xảo thực hành các thiện pháp, thâm tâm buộc đắm nơi vô sinh pháp nhẫn, ấy là sinh là bệnh. Vì đắm trước pháp ái nên đối với pháp không sinh không diệt cũng ái. Ví như người chắc chắn chết, tùy uống thêm thuốc, thuốc trở lại thành bệnh. Bồ Tát đối với pháp rốt ráo không, không sinh không diệt, pháp nhẫn mà sinh ái trước cũng trở lại bị tai họa. Pháp ái đối với người trời là thủ diệu, mà đối với vô sinh pháp nhẫn là hệ lụy. Đối với hết thảy pháp ước tưởng phân biệt quán thị quán phi, theo pháp mà ái ấy gọi là sinh, không thể dựng nước thật tướng các pháp, trái với sinh sống gọi là Bồ Tát thục chín. Hỏi: một việc ấy cớ sao gọi là đảnh, gọi là vị, gọi là không sinh?